Người dân vây kín hiện trường nơi Tuấn Khỉ bị tiêu diệt 0 giờ ngày 14 tháng 2. Các xe vẫn không thể lưu thông qua ngã ba đường Đỗ Văn Dạy, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, khu vực gần nơi cảnh sát tiêu diệt Lê Quốc Tuấn. Hàng trăm người dân thành phố Hồ Chí Minh thức đêm xem cuộc quay ráp Tuấn Khỉ đêm ngày 13 rạng sáng ngày 14 tháng 2. Hàng trăm cảnh sát có vũ trang lập chốt chặn tại đường Đỗ Văn Dạy Hóc Môn để vây bắt Tuấn Khỉ. Người dân vây kín hiện trường theo dõi Lê Quốc Tuấn, còn gọi là Tuấn Khỉ, 33 tuổi, người cầm súng AK bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi đã bị lực lượng công an tiêu diệt khi đang lẩn trốn ở huyện Hóc Môn. Theo đó, trong quá trình công an tổ chức vây bắt, Tuấn Khỉ đã có hành động chống trả lại lực lượng chức năng. Trước đó, theo Lê Quốc Tuấn bị công an thành phố Hồ Chí Minh truy nã về tội giết người, cướp tài sản, tàn trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo ghi nhận của phóng viên, lúc 0 giờ 30 ngày 14 tháng 2, các xe không thể lưu thông qua ngã ba đường Đỗ Văn Dạy. Người dân cho biết vài giờ trước, lực lượng cảnh sát cơ động đã dựng ở đây nhiều chốt chặn để vây bắt Tuấn Khỉ. Một số người dân cho biết những ngày qua, họ luôn theo dõi tin tức lực lượng chức năng vây bắt Tuấn Khỉ. Hay tin công an phát hiện và tiêu diệt nghi can, người dân hiếu kỳ đổ về huyện Củ Chi, Hóc Môn theo dõi. Gần 1 giờ sáng, lực lượng công an, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông tập trung vào phong tỏa một cây xăng trên đường Đỗ Văn Dạy. Người dân hiếu kỳ được yêu cầu giải tỏa. 1 giờ 20, đoàn xe chở cảnh sát cơ động ra khỏi nơi phong tỏa. Lực lượng chức năng phong tỏa tỉnh lộ 15 hướng về xã Tân Thạch Đông và xã Trung An. Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung ở đây. Hơn 2 giờ sáng ngày 14 tháng 2, xe cứu thương lao nhanh vào hiện trường rồi quay trở ra ngay lập tức. Nhiều mô tô cảnh sát hộ tống dẹp đường. Đây là địa điểm gần nơi Tuấn Khỉ bị tiêu diệt. Dân ù ra kính đường khi cảnh sát vừa quay ráp Tuấn Khỉ. Lê Quốc Tuấn nghi can dùng súng AK bắn chết 5 người ở huyện Hóc Môn, Củ Chi, bị cảnh sát tiêu diệt ở Hóc Môn. Hàng trăm người dân hiếu kỳ ù kính hiện trường khi cảnh sát quay ráp vụ xả súng làm 4 người chết ở Củ Chi diễn ra như thế nào. Lê Quốc Tuấn cùng một số người khác đi xe máy đến Sới Bạc rồi xả súng bắn chết 4 người và làm người bị thương. Sau đó, nghi can lái liền xe máy bỏ trốn. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở clip sau.